thủ môn Adam Ferrisi vừa khiến mạng xã hội dậy sóng với tình huống cứu thua linh hoàn cực kỳ khó tin tại giải A-League. Đây có thể được coi như là siêu nhân với pha cứu thua linh hoàn khó tin nhất thế giới. Bruce Gamo đã lao vào dứt điểm rất mạnh nhưng thủ thành Adam Ferrisi đã có pha cứu thua xuất sắc. Chưa dừng lại ở đó, sau đó Adam Ferrisi còn vớt bóng ra khỏi vạch vôi trước khi cản phá thêm một cú dứt điểm khác. Cuối cùng, cầu thủ của West Sydney Wanderers đã lao vào đá bồi nhưng bóng tìm tới trúng xà ngang. Phòng người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ở đến kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất vô lông ngộ cho channel của chúng mình nhé. Người ta luôn nói thủ môn là 50% sức mạnh của đội bóng với những pha cản phá xuất thần của họ. Thế nhưng dù sao vị trí này luôn bất công hơn khi không mấy khi được nhắc đến như những tiền đạo thường xuyên ghi bàn. Và để vinh danh những cống hiến thầm lặng của các thủ môn, hãy cùng chúng tôi đến với những pha cứu thua khó tin nhất trong mùa 2020-2021 nhé. Ra mắt đội 1 AC Milan khi mới chỉ 16 tuổi, thế nhưng từ đó cho tới nay, Donnarumma luôn là chốt chặn đáng tin cậy nhất của nửa đỏ thành Milan trong nhiều mùa giải liên tiếp. Điểm mạnh sải tay dài cùng phản xạ cực nhanh đã một lần nữa giúp thủ thành sinh năm 1999 chiến thắng trước chấm 11m. Dù cho cú sút của đối thủ cũng khá hiểm hóc với lực căng, nhưng pha bay người xuất sắc của thủ môn người Ý đã giúp anh có tình huống cản phá ngoạn mục. Những cú sút phạt theo kiểu nhảy chân sáo đang được rất nhiều cầu thủ trên thế giới ưa thích. Từ Ramos, Jorginho hay Bruno Fernandes đều thực hiện chúng một cách rất thành công. Thế nhưng cú sút lần này của Jorginho lại không có kịch bản như vậy. Cũng với điệu nhảy quen thuộc, thế nhưng thủ thành Bellerino là người xuất sắc hơn khi đọc vị được tình huống và có pha bay người chính xác. Cũng chính vì lực cú sút khá nhẹ nên thủ môn của Arsenal dễ dàng cản phá và làm chủ được tình hình. Cản phá những cú sút phạt của Lionel Messi chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi siêu sao người Argentina có được một cự ly và góc dứt điểm thuận lợi. Thế nhưng trong tình huống này, thủ thành của Huesca lại xuất sắc làm được điều đó. Pha bay người thần sầu của thủ môn mang áo số 1 đã giúp anh chạm được những đầu ngón tay vào bóng và vô hiệu hóa được cú sút phạt mang tính thương hiệu của Anbulga. Không ngẫu nhiên mà Manuel Neuer ngự trị trên ngai vàng của các thủ môn lâu như thế, dù cho những Courtois, Ter Stegen hay là Oblak đã cũng cực kỳ xuất sắc. Trong tình huống một đối một với siêu tiền đạo trẻ Erling Haaland, thủ thành người Đức đã dùng kinh nghiệm của mình để chiến thắng một cách thuyết phục. Neuer không băng ra ngay mà bình tĩnh di chuyển khép góc bắt Haaland phải dứt điểm trước. Kết cục cú sút của tiền đạo Dortmund đã không thể lọt qua được sải tay cực dài của Neuer. Bỏ ra một số tiền khổng lồ và biến Kepa thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. Thế nhưng với một phong độ thảm hại, Chelsea đã phải mang về Mendy như một phương án cứu cánh. Rất may, thủ thành người Senegal đã không làm những người hâm mộ The Blues phải thất vọng. Pha đọc tình huống và bay người xuất sắc của Mendy đã cứu cho Chelsea một bàn thua trọng thủy. Trước đó, cú cứu lông của Rashford đưa bóng đi đầy hiểm hóc nhưng vẫn không thể nào đánh bại được cựu thủ môn Rennes.
sau một mùa giải xuất thần và có những đóng góp cực lớn trong chức vô địch FA Cup 2020 của Arsenal, Emiliano Martinez đã quyết định rời đi để được ra sân thường xuyên hơn. Và ngay lập tức, thủ thành này đã chứng minh quyết định của mình là đúng khi đầu quân cho Aston Villa. Dù cho cú sút của tiền đạo bên phía Wolves ở một cự ly chưa đầy 2m, thế nhưng phản xạ cực nhanh của thủ môn người Argentina là đủ tốt để cứu cho Villa một bàn thua 10-10. Kể từ khi chuyển đến Premier League thi đấu dưới màu áo Manchester United, Bruno Fernandes đã thể hiện một phong độ chói sáng, cùng với đó là tỷ lệ sút penalty thành công 100%. Thế nhưng cuối cùng, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng đã phải nhận thất bại trên chấm 11m. Bất chấp cú sút của Bruno là tương đối hiểm hóc, thế nhưng pha phán đoán và đổ người tốt của thủ thành bên phía Newcastle đã giúp anh giành chiến thắng ngoạn mục. Nếu như trong khung gỗ của Barcelona không phải là một thủ thành xuất sắc như Ter Stegen, thì có lẽ đội bóng này còn tụt lại rất sâu trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga. Gần như không có trận đấu nào thủ thành người Đức không tỏa sáng, và tình huống này là một ví dụ điển hình. Đối mặt với pha đánh đầu cận thành, thế nhưng Ter Stegen vẫn kịp di chuyển và phản xạ kịp thời. Pha bay người cản phá bằng cả 10 đầu ngón tay đã giúp cho hàng thủ của Barca tránh đi một bàn thua không đáng có. Kể từ sau Johart, đội tuyển Anh đã khá vất vả trong việc tìm ra một cái tên ưng ý để đứng trong khung gỗ. Và trong vài năm trở lại đây, Jordan Pickford đang được coi là thủ thành số 1 của Tam Sư. Trong trận đấu với Chelsea, thủ thành của Everton tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi cản phá thành công cú sút phạt của Rhys James đi bóng với quỹ đạo cong và tương đối khó chịu. Thế nhưng pha bay người hoàn hảo của Pickford đã từ chối siêu phẩm của hậu vệ cánh bên phía Chelsea. Rất may cho huấn luyện viên Arteta rằng Arsenal vẫn may mắn có được một thủ môn cực kỳ xuất sắc như Bert Leno, dù cho hàng thủ của họ luôn mang lại những màn trình diễn thảm hại. Cả Holding và David Luiz đều không làm chủ được tình hình trong pha bóng này và để cho Benteke thoải mái băng vào đánh đầu. Thế nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Bỉ là chưa đủ khó khi Leno vẫn phản xạ kịp thời và đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
Có thể nói đôi khi những pha cứu thua còn đáng xem hơn cả một bàn thắng, phải không nào? Nếu thấy video hay, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.